Chào các bạn đã đến với tin nóng bóng đá của bóng đá 24h.vn. Hãy cùng Thu Trang điểm qua những tin tức nóng nhất diễn ra suốt 24 giờ qua. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo những video hay và hấp dẫn nhất các bạn nhé. Ngoại hạng Anh ấn định ngày trở lại, các cầu thủ dục dịch chuẩn bị. Theo tờ Daily Mail thì phía Ngoại hạng Anh đã thông báo với các đội bóng về việc giải đấu sẽ trở lại trong thời gian tới đây. Nguồn tin cho biết, ngay lập tức các đội bóng đã gửi thư điện tử tới toàn bộ các cầu thủ với 4 yêu cầu. Đó là hủy bỏ toàn bộ kế hoạch rời khỏi nước Anh, sẵn sàng đợi thông báo trong 48 giờ tới, lên giao án tập luyện tại nhà bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 và bắt đầu tập luyện cùng toàn đội vào cuối tháng 5. Theo tiết lộ thì một số đội bóng thậm chí đã gửi tin nhắn chi tiết những gì cần làm trong vòng 4 tuần tới đây tới các cầu thủ của mình. Hiện tại, các cầu thủ vẫn tập tại nhà để duy trì thể lực ở mức cơ bản. Tuy nhiên, các đội bóng muốn tăng mức độ và cường độ tập luyện bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 để họ sẵn sàng trở lại tập luyện bình thường vào cuối tháng 5, sau đó là sẵn sàng ra sân khi Premier League trở lại vào đầu tháng 6. Hành động này cho thấy quyết tâm kết thúc mùa giải của các câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh. Đây cũng là một điều tất yếu, bởi nếu không hoàn thành mùa giải họ sẽ thất thu cả tiền bản quyền truyền hình và đó thì mới là thảm họa. Chống lại cả châu Âu, cầu thủ Arsenal quyết không cắt lương mùa dịch nCoV. Tờ Telegraph mới đây đưa tin về việc câu lạc bộ Arsenal đã đề nghị các cầu thủ của mình giảm 12,5% lương trong 12 tháng tới. Đội bóng thành London cũng đưa ra các điều khoản hấp dẫn vào hợp đồng nhằm giúp các cầu thủ của mình không bị thiệt thòi, như là sẽ được hoàn lại tiền lương bị trừ nếu được ký hợp đồng hoặc đã đồng ý gia hạn hợp đồng mới. Ngay cả khi bị bán đi trong tương lai thì cầu thủ đó cũng sẽ nhận lại khoản lương bị trừ của mình. Tuy nhiên, tất cả đều không thuyết phục được các ngôi sao của sân Emirates. Theo tính toán thì 12,5% cắt giảm từ lương sẽ tương đương với khoảng 25 triệu trong tổng số 250 triệu bảng tất tần tật các loại tiền phải chi mà Arsenal phải gánh hàng năm. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì 25 triệu bảng rõ ràng là một số tiền không hề nhỏ. Thông tin này khiến người hâm mộ tại xứ sở sương mù bất bình, bởi trước đó nhiều cầu thủ của các câu lạc bộ tầm trung như là Southampton, Leicester City hay West Ham đã chấp nhận giảm lương hoặc chịu chậm lương để hỗ trợ câu lạc bộ. Dấu hiệu Barcelona đầu hàng vụ Martinez. Truyền thông châu Âu khẳng định câu lạc bộ Inter Milan chỉ chấp nhận để Lautaro Martinez ra đi nếu có câu lạc bộ nào đó trả đủ 110 triệu euro tiền phá hợp đồng. Trong nỗ lực giảm bớt phí chuyển nhượng, Barcelona đã cố gắng đưa một số ngôi sao của mình như là Semedo, Vidal hay Rakitic ra trao đổi. Tuy nhiên Inter không hứng thú với những cầu thủ này. Trong diễn biến mới nhất theo tờ La Gazzetta dello Sport, thì Inter Milan đã nói thẳng điều kiện với Barcelona. Cụ thể thì đội bóng nước Ý chỉ muốn lấy Griezmann nếu Barca không thể trả đủ tiền mặt mua Lautaro Martinez. Phía Barca thực ra thì cũng đang tìm cách đẩy nhà vô địch World Cup 2018 ra đi để tái đầu tư đội hình, nhưng lại có vấn đề phát sinh ở đây. Griezmann vốn được Barca dành để trao đổi với Paris Saint-Germain trong thương vụ Neymar. Nếu nhận lời với Inter Milan thì Barca gần như sẽ vỡ mộng tái hợp với ngôi sao người Brazil, bởi lẽ họ không còn gì để thuyết phục phía Paris Saint-Germain nhà người cả. Nên nhớ rằng chủ tịch Bartomeu đang đấu đá quyết liệt để giữ ghế. Một trong số chiêu bài của ông này đó là hứa mang Neymar trở lại vào mùa hè này. Do đó, có lẽ Barcelona sẽ phải chọn say goodbye với đồng hương của Messi. Bài toán Neymar và Lautaro Martinez chưa giải được thì chớ, ban lãnh đạo Barcelona còn phải loay hoay tìm cách xử lý mệnh đề mang tên Ousmane Dembele. Theo tiết lộ từ tờ Marca, đội chủ sân Lukaku sẵn sàng đàm phán với các đối tác nào chấp nhận chi ra số tiền từ 60 triệu euro đổ lên. Tuy nhiên, với một cầu thủ dính tới 7 chấn thương trong vòng 2 năm qua và 6 tháng gần nhất không ra sân vì một vấn đề ở đầu gối như Dembele, thì chẳng nhiều câu lạc bộ có tiếng tại châu Âu bày tỏ sự quan tâm. Hiện chỉ có Dortmund tỏ ra có thiện chí khi đánh tiếng, sẵn sàng mang tiền đạo người Pháp trở lại Bundesliga. Tuy vậy thì họ chỉ có thể đồng ý với mức giá là khoảng 50 triệu euro theo phương thức trả góp mà thôi. Bayern Munich không đáp ứng đòi hỏi của Manuel Neuer. Tờ Kicker cho biết Neuer muốn gia nhập những ngôi sao được trả lương cao nhất của Bayern Munich, khoảng 20 triệu euro một mùa cho bản hợp đồng mới. Tuy nhiên thì ban lãnh đạo câu lạc bộ Bayern Munich vẫn chưa đồng ý với yêu sách của Neuer. Không muốn nhìn nhặng, thủ thành 34 tuổi này đã quyết định dừng đàm phán gia hạn với Hùng Xám. Hiện báo giấy được tin tương lai của Neuer tại Munich chỉ còn được đếm từng ngày. Song đây không phải là vấn đề của Bayern Munich. Trước đó thì đội chủ sân Allianz Arena cũng đã tìm được người thay thế Neuer từ kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đó là thủ môn Alexander Nuben, một người cũng đến từ Schalke 04 như Manuel Neuer. Sergio Ramos đếm ngược ngày rời Real Madrid. Việc đàm phán hợp đồng của Sergio Ramos với Real Madrid hiện vẫn đóng băng. Anh của người đại diện Rene, đồng thời là anh trai vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ ban lãnh đạo của Real Madrid. Theo tờ AS,
Trước đó thì Real Madrid chỉ muốn gia hạn từng năm một, nhưng Ramos lại muốn bản hợp đồng kéo dài ít nhất đến năm 2023 để có cơ hội cân nhắc về việc giải nghệ trong màu áo của câu lạc bộ Real Madrid. Bởi tới tháng 6 năm 2021, thời điểm mà giao kèo hiện tại hết hiệu lực, Ramos đã bước sang tuổi 35 rồi. Dù tương lai chưa rõ ràng, song bản thân Ramos trước đó đã vận động các thành viên của câu lạc bộ bóng đá giảm 10% lương để hỗ trợ tài chính cho đội bóng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Và theo tờ AS, thì đó là một điểm cộng để ban lãnh đạo câu lạc bộ Real suy nghĩ tới việc ký hợp đồng với Ramos. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng sẽ phải giảm lương nếu muốn ở lại với Bernabeu, bởi hiện tại anh là người nhận lương cao thứ hai của Real sau mỗi Gareth Bale.